7 con rồng lộn, 8 con rộng lộn, 6 con lộn rồng, 7 con rồng rộng lộn 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 đồng nó ách lời đã ách. 7 rồn lỗ, 8 lỗ rồn, 9 rồn lỗ, 10 lỗ rồn. Rồi, xin cảm ơn nhà tài trợ. Đây là số tiền thưởng lên đến 300.000 rồi. Là một con rồng lộn, hai con lộn rồng, nói nhanh 10 lần cho em. Một con rồng lộn, hai con lộn rồng, nói thật nhanh cho em. Em có muốn tham gia không? Rồi, bắt đầu. Một con rồng lộn, hai con lộn rồng, ba con rồng lộn, bốn con lộn rồng, năm con rồng lộn, sáu con lộn rồng, bảy con rồng lộn, tám con rộng lộn. Tám con rộng lộn. Rồng lộn, hai con lộn rồng, ba con rồng lộn, bốn con lộn rồng, năm con rồng lộn, sáu con lộn rồng, bảy con rồng lộn, tám con lộn rồng. Chín con rồng lộn, mười con lộn rồng ạ. Bây giờ chuyển câu khác. Đúng rồi. Lồi đồng nấu ếch, lồi đất nấu ốc. Lồi đồng nấu ếch, lồi đất nấu ốc. Bây giờ mình phải chơi ngược lại. Nếu như chơi cùng chiều thì người ta sẽ chiến thắng. Nào bắt đầu. Nồi đồng nấu ếch, nồi đất nấu ốc, nồi đồng nấu ếch, nồi đất nấu ốc. Nồi đồng nấu ếch, nồi đất nấu ốc, nồi đồng nấu ếch, nồi ốc. Cho một cơ hội nữa. Nhưng mà câu này không thể thắng được. Các bạn đằng sau chuẩn bị nhé. Cơ hội cuối cùng. Lồi đồng nấu ếch, lồi đất nấu ốc, lồi đồng nấu ếch, lồi đất ếch. Lồi đồng nấu ếch, lồi đất nấu ốc, lồi đồng nấu ếch, lồi đất ếch. Thử game sâu này á. Em bắt đầu. Cả nhà cho em chạm pháo tay đi ạ. Bắt đầu. Đừng có lộn nhá. Anh đọc lại trên một câu cái này em. Em nói lại nha. Một dồn lỗ, hai lỗ dồn, ba dồn lỗ, bốn lỗ dồn. Hai ba. Một dồn lỗ, hai lỗ dồn, ba dồn lỗ, bốn lỗ dồn, năm dồn lỗ, sáu lỗ dồn, bảy dồn lỗ, tám lỗ dồn, chín dồn lỗ, mười lỗ dồn. Nói phải nhé. Một dồn lỗ, hai lỗ dồn, ba dồn lỗ, bốn lỗ dồn, năm dồn lỗ, sáu lỗ dồn, bảy dồn lỗ, tám lỗ dồn, chín dồn lỗ, mười lỗ dồn. Muốn tham gia không? 300.000. Hai con lộn rồng. Trong này ba. Một con rồng lộn, hai con lộn rồng. Đúng rồi. Nói đến 10 là được.
nhanh nhá. Em biết thể lệ của luật chơi chưa? Chưa. Bây giờ em sẽ nói nhanh 10 lần. Một con rồng lộn, hai con lộn rồng. Được chưa? Nói nhanh từ 1 đến 10 cho anh. Và phần thưởng của em sẽ là 300k. Xin mời em. Sau đây thì bạn Minh Thư sẽ tham gia game show này. 1, 2, 3, bắt đầu. 1 con rồng lộn, 2 con lộn rồng, 3 con rồng lộn, 4 con lộn rồng, 5 con rồng lộn, 6 con lộn rồng, 7 con rồng lộn. Bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. 1 con rồng lộn, 2 con lộn rồng, 3 con rồng lộn, 4 con lộn rồng, 5 con rồng lộn, 6 con lộn rồng, 7 con rồng lộn, 8 con lộn rồng, 9 con rồng lộn, 10 con lộn rồng. Đây mới là bản nhát. 3 là con lộn rồng. Bây giờ xé nháp một lần nữa nha. Xé nháp nha. Bắt đầu. 1 con rồng lộn, 2 con lộn rồng, 3 con rồng lộn, 4 con lộn rồng, 5 con rồng lộn, 6 con lộn rồng, 7 con rồng lộn, 8 con lộn rồng, 9 con rồng lộn, 10 con lộn rồng. Nhanh chưa? Chậm rồi. 300k khó lắm. 300. Nhưng mà có bị sai không? Không, không sai. Không sai. Đây là tự trả em. Cho câu khác đi anh, câu này à. Không ai làm được đâu. Chúng ta lái xe. 10 lần. Đúng rồi, 10 lần. Nhưng mà nhịp lại vừa vừa, không phải nhanh quá đâu. Không phải nhanh chứ, bạn chơi phải nhanh chứ. Cái này nó khó. Khó cũng phải thử. Nào. Bắt đầu đi. Rồi, bắt đầu. Nồi đồng nó ốc, nồi đất nó ếch. À nhưng mà có cần đếm đếm 1, 2. Không cần đếm 1, 2. 10 lần. Đúng rồi. Nồi đồng nó ếch, nồi đất nó ốc. Ừ. Nồi đồng nó ếch, nồi đất nó ốc, nồi đồng nó đất nó. Nào bắt đầu chơi nào, bắt đầu chơi nào. À, bây giờ bắt đầu nha. Lấy cho đua 100 số 3. Nồi đồng nó ốc, nồi đất nó ếch, 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 ốc, nồi đất nó ếch. Đúng rồi mà. Nồi đồng nó ốc mà. Bạn cho mình hỏi cái lồi đốc là cái lồi đốc. Rồi lạ mình nữa. Nồi đồng. Nồi đồng nó ốc, nồi đất nó ếch. À, nồi đồng nó ếch, nồi đất nó ốc, 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 nồi đồng nó ếch, nồi đất nó ếch. Em giới thiệu tên đi đã. Em giới thiệu, em là Tuyết, đến từ Hà Nội. Hôm nay tham gia chuyến du lịch Hà Nội Đà Nẵng cùng đoàn Forever Việt Hà Nội. Và bây giờ em chơi trò chơi. Cái câu nói vần là liềm chị lộn liềm em đúng không? Em xin được bắt đầu nhá. Cả nhà đếm cho em. Bắt đầu nhá cả nhà. Cả nhà đếm cho em đủ 10 lần nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Liềm chị lộn liềm em, 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 một con rồng lộn, hai con lộn rồng. Nói thật nhanh cho em. Em có muốn tham gia không? Rồi bắt đầu. Một con rồng lộn, hai con lộn rồng, ba con rồng lộn, bốn con lộn rồng, năm con rồng lộn, sáu con lộn rồng, bảy con rồng lộn, tám con rồng lộn. Tám con rồng lộn. Cho anh chồng máu tay nhỉ. Cả nhà cho chồng máu tay nhỉ. Một con rồng lộn, hai con lộn rồng, ba con rồng lộn, bốn con lộn rồng, năm con rồng lộn, sáu con lộn rồng, bảy con rồng lộn, tám con lộn rồng. Chín con.
con rồng lộn, 10 con lộn rồng ạ. Nào bắt đầu. Nồi đồng nấu ếch, nồi đất nấu ốc, nồi đồng nấu ếch, nồi đất nấu ốc, nồi đồng nấu ếch, nồi đất nấu ốc, nồi đồng nấu ếch, nồi ốc. Khó quá. Các bạn đằng sau chuẩn bị nhé. Cơ hội cuối cùng. Lồi đồng nấu ếch, lồi đất nấu ốc, lồi đồng nấu ếch, lồi đất ếch. Thử game show này á. Em nói lại nha. Một dồn lỗ, hai lỗ dồn, ba dồn lỗ, bốn lỗ dồn. Hai ba, một dồn lỗ, hai lỗ dồn, ba dồn lỗ, bốn lỗ dồn, năm dồn lỗ, sáu lỗ dồn, bảy dồn lỗ, tám lỗ dồn, chín dồn lỗ, mười lỗ dồn.